Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ phút này là như thường lệ 6 giờ sáng ngày 26 tháng 12 năm 2017. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ chia sẻ cho nhau nghe tiếp tục về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ sáu kỳ thứ sáu và chúng ta đang học cái phần tiếp theo, phần thứ ba, là lần thứ ba để nói về cái chương thứ nhất, đó là cõi nước Phật. Thì như tôi đã nói với các Phật tử là đối với kinh Phật, có những khi mà mình học nó quan trọng nhất là thường là cái chương đầu tiên, chương nhất hoặc là phẩm tựa, thành ra nó rất là quan trọng, dường như nó là dường thâu tóm cái nội dung muốn nói cái gì trong toàn thể kinh văn. Ở thế gian thì người ta có mở bài, thân bài, kết luận. Thân bài nó quan trọng, nhưng ngược lại thì kinh Phật thì nó quan trọng cái phẩm tựa. Thực tế mà nói thì nhiều khi rất đau lòng là ngày nay đối với giới đạo Phật, một số người hoặc giả là học không tới nơi tới chốn, hoặc giả là họ cố tình gọi là mê mờ bóp méo cái Phật giáo để cho Phật giáo trở thành tôn giáo, trở thành quan đường mê tín dị đoan. Bây giờ chúng ta đi vào tiếp theo cái đoạn mà nói hôm rồi, nói về các Bồ Tát, nói về những vị mà thượng căn hay là các Bồ Tát giữ gìn chánh đạo, làm tường thành hộ pháp, truyền bá chánh pháp, làm bạn lành của chúng sanh, thi hành nhiệm vụ nối dòng tam bảo, vân vân. Tướng của các vị ấy đoan nghiêm, quy đức vội vội, đức tin vững chắc, thường mưa pháp nhũ độ sanh, thuyết phục nhân tâm, truyền đạt pháp âm vi diệu, thâm nhập chân lý, thấy rõ vạn pháp là duyên sanh, dứt hết tà kiến, không kẹt hai bên, hoặc lậu tam giới không còn, thuyết pháp như sư tử hống, trí tuệ biện tài vô ngại, được thập lực, tứ vô sở quý, thập bát bất cộng pháp, từng đóng bít các cửa ác thú mà hiện các thân trong ngũ đạo làm vị đại y vương, tùy bệnh chúng sanh cho thuốc pháp. Bản vị của các ngài vốn là những người đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm trong cõi chư Phật mười phương. Thưa với các vị, thì cái đoạn này tại sao chúng ta học từ hôm trước tới giờ mà nó không qua khỏi cái đoạn thậm thâm vi diệu này? Mà tối ngày hôm qua tôi cũng ngắt một cái yếu luận để tôi trích trong cái phần đăng cái bài ngày hôm qua cho các vị đọc chơi đó, mà tôi cũng xin nhắc lại là cái chân lý của vũ trụ, hay là nói chân lý của giáo lý đạo Phật, hay là nói khác hơn là sự giải thoát, không phải là quà tặng cho riêng ai. Chân lý là một quy luật trọng trường, không dành cho một địa vực, nó không có quyền dành riêng cho một tôn giáo nào đặc thù. Như vậy thì đối với đó, chữ Bồ Tát không phải người theo đạo Phật, người quy y Phật, người có pháp danh,
người có gõ mõ, tụng kinh, người có lại Phật mặc áo tràng, hay là người ăn chay, hay là cái người lần chuỗi mới gọi là Bồ Tát. Bởi vì cái Bồ Tát là đại đạo tâm, là cái người đó có một cái chất, có một cái tâm hồn rộng mở mà làm sự, cho người khác có sự an vui hạnh phúc. Cho nên tôi nhắc trở lại cho đại chúng là cái chân lý sự giải thoát không dành riêng, không dành tặng riêng cho một ai. Không phải là cái giải thoát là để dành cho tu sĩ tụi tôi, hay là giải thoát là dành cho bà Diệu A, bà Diệu An, bà Diệu Hòa, bà Diệu Thuận, bà Huệ Lộc, Huệ Trí, bà ông Pháp Pháp Tâm, Pháp Hạnh, ông Thiện Sanh, Thiện Ngộ nào hết. Đó là quy luật trọng trường. Nó không phải dành riêng cho một cái địa vực, nó không dành riêng cho một cá nhân, nó không có dành riêng cho một tôn giáo nào mà thủ đắc. Do vậy cái sự giải thoát đó, nó luôn có mặt từng con người. Nếu cái con người đó mà biết sống ý thức, sống cao thượng, có một cái đời sống cao thượng, thì giải thoát sẽ có mặt hiện hữu. Giải thoát sẽ ngay nơi đôi chân của người, không phải bỏ nơi này đến nơi kia mới gọi là giải thoát. Cho nên cái đám mà tu quá khích, tu tịnh độ, gọi là tu tịnh độ cực đoan, tu tịnh độ quá khích, tu tịnh độ mê tín, bây giờ nó lần lần nó lùi vào trong dĩ dạng. Phải mình cùng thờ ông Phật, cùng niệm ông Phật, rồi mình bôi nhỏ đá nhau, không có. Nhưng mà tại vì nó cái mưu đồ của nó, cái mưu đồ, cái đám cực đoan, cái đó là gọi là cái mưu đồ. Một số thì người gọi là cái người cuồng si, một số thì gọi là cái người coi như là mưu đồ chính trị, mưu đồ kinh tế, mưu đồ tôn giáo. Chứ còn học kinh nghiệm mà cả người đọc kỹ là trời ơi, tịnh độ hay lắm. Cõi chư Phật, cõi nào cũng tịnh độ. Tịnh độ không dành riêng cho ông hoặc A Di Đà. Đúng như Bồ Tát, tâm Bồ Tát, nơi nào có sự an vui trong sáng, nơi nào có tình thương hiểu biết, nơi nào có biết hy sinh, biết nhẫn nhục, biết vì mọi người hơn là vì mình, thì nơi đó là Bồ Tát hiện tiền. Cho nên nói rằng là cái tư tưởng của một số người hướng ngoại nằm mộng mà thấy đến phương Tây gặp ông Phật nào đó để ban ơn một đời sống cực lạc tịnh độ là quá ư là vọng ngoại, là lầm tưởng, có thể nói đây là tà thuyết rất nguy hiểm, làm cho tuột dốc nền đạo đức của xã hội, thậm chí làm băng hoại trí thức của loài người, của con người. Cho nên ngay cuộc sống này không bình an được, không hạnh phúc được, thì ta dù có đến nơi nào thì cũng mang theo cái nỗi bất hạnh mà thôi. Cho nên cuộc sống này mà không bình an, không có tịnh độ, không có cực lạc, mà dù có đến đâu thì cũng mang theo cái nỗi hạnh phúc mà thôi. Chúng ta thử nghĩ, nói rằng xin lỗi các vị, là cuộc sống này mà không bình an, không con giác ngộ, không tự tại thì giàu đến đâu cũng là bất hạnh. Tôi nói lòng nhanh suốt. Chúng ta thử nghĩ rằng ngoài đời nó quá nhiều phiền muộn, nghĩ rằng vào chùa để tu niệm bớt phiền muộn ư? Thực tế đôi khi không phải như vậy đâu. Nhiều người bỏ phiền muộn này để chuốc phiền muộn khác. Tất cả những sự phiền muộn, những sự bất an, bất ổn, bất bình đều từ nơi tâm thức mà sinh khởi. Như vậy thì đừng có nghĩ rằng ở ngoài đời phiền muộn quá chạy vô chùa cho hết phiền muộn. Rồi chạy vô chùa rồi nghĩ rằng cuộc ta bà này nghe mấy thầy mà nói bậy đó. Mấy thầy mà ăn bậy nói bậy luôn. Ăn bậy mới nói bậy. Nói rằng đây là ta bà, cho nên để cầu nguyện lật ngược vãng sanh về cái cõi trời Tây nào đó để cho nó an lạc. Nghĩ về phải ráng cố gắng cầu nguyện vãng sinh để về cõi đó cho an lạc. Đồ điên. Ở đây mà không an lạc thì đi đâu tìm an lạc? Cực lạc không có cái cõi
dành riêng cho một ai. Mà Đức Phật đã nói là mười phương chư Phật đều là trang nghiêm thanh tịnh, đều là tịnh độ. Còn cái chuyện mà bịa đặt ra cái vấn đề mà cực lạc A Di Đà, cõi Tây Phương lạc quốc của đó là cái thứ bịa đặt. Bịa đặt để dụ khỉ những cái đứa nhẹ dạ khả tin. Đó là phương tiện hạng bét. Phương tiện coi như là phương tiện vũ khí. Giống như cái ngày lễ Giáng sinh này, xưa nay vì muốn đứa con mình nó vui, nó ngủ cho nó tự tại, thương yêu nó. Nó con ngủ đi con, con ráng con ngủ cho sớm đi. Kia rồi nửa đêm cái con già Noel đó, ông chui ông khấu xuống, ông tặng quà cho con. Con không ngủ là ông không có chui xuống được, không có tặng quà cho con. Mà đứa con nít nó nghe như vậy cho nên nó thích quà, mà tâm lý trẻ con mà nó ngủ, nó lo nó ngủ để sáng dậy nó có phần quà. Rồi khi nó lớn lên á, khi nó lớn lên nó biết rằng cha mẹ nó hồi xưa dụ nó dối nó, nhưng mà rồi nó có con nó cũng phải tiếp tục nó dối với con nó. Đó là cái phương tiện để dụ con nít, dụ những người nhẹ dạ cả tin, mà hết thế hệ này tới thế hệ khác. Đó là cái phương tiện hạng bét mà những cái ông mà coi như là học hành không tới nơi tới chốn mà vũ khí phương tiện hạng bét. Mà cái thời đại ngày càng phát triển văn minh mà không dám nói lên sự thật để cho con mình, cháu mình, cho hiện đời cũng như mai hậu nó biết rằng, dầu nó biết để nó thông minh lên, nó có thể hiểu được cái đạo Phật muốn nói cái gì, không thể mù mờ trong bóng tối được. Cho nên tôi nói các vị rằng, tất cả sự bất an, phiền muộn từ nơi tâm thức của ta mà sanh khởi. Ta một hiểu một điều rằng, ta có cái tấm thân mạnh khỏe này là ta có điều kiện tốt để tu. Ta có trí não tốt để nhớ vài lời kinh của Phật dạy là điều kiện tốt để ta tu. Có hơi thở bằng chính lỗ mũi của mình, không gắn oxy để thở là ta còn điều kiện để ta chuyển hóa, ta tu rồi. Chứ đạo Phật đâu có chờ tới cái ngày mà thọt cái ống hơi vô, tay chân thì không co quắp được, rồi thọt vô họng để mà đút bột, đút sữa, thọt vô lỗ rúng để mà tiêu tiểu tiện, rồi cái ngày đó mới rước bao hồn niệm tới để mà nó ó ré đó, để nó cầu nguyện cho giảng sanh. Đạo Phật mà nếu như vậy thì dẹp cái đạo Phật từ lâu rồi. Đạo Phật không có mặt ở thế gian này để làm cái gì để cho nó phí công vô ích rỗi nghề như vậy đâu. Đạo Phật là dạy cho con người độ sanh, độ con người khi còn sống, biết tin nhân quả, biết nghĩ lành, nói lành, làm lành. Chứ đạo Phật không có chờ tới con người mà ngáp ngáp năm đó. Trời, nhiều khi tôi nói thiệt các vị đừng có buồn, chứ kẹt lắm, mà tôi là thầy chùa. Ở chùa mà không đi đám thì người ta nói, mà cũng đi đám cũng ráng đi để mà nhắc nhở đạo lý, đạo pháp để mà cho người ta làm lành chứ thiệt. Còn khi đi đám mà tụng mới mắc cỡ muốn chết. Dựng Phật ra đó rồi xúm nhau mà phải lại cái tượng. À, trong khi mình đem ra đó rồi cái chú nguyện cái rồi gọi là sái tịnh cái rồi lại. Trời ơi, lại mà lại mắc cỡ. Không biết lại ai. Lại tượng giấy là cái khung cây hay là lại cái gì. Nhưng mà cũng phải ráng mà lại để cho người ta lại theo. Phải cúi đầu mà lại. Mắc cỡ muốn chết. Đem ra đó mà tụng kinh, trời Phật ơi. Tụng kinh mà bây giờ cái đám mà đám khùng điên, cái đám ngu muội, cái đám mà coi bằng truyền bá tầm bậy tầm bạ, nó ó ré phải mấy tiếng đồng hồ nữa. Rồi làm mấy người không biết đạo á, người mà tội nghiệp người ta, gia chủ người ta không biết, người ta cũng đang nghĩ, có người cũng đang nghĩ tụng mấy tiếng. Mấy tiếng thì có người thì nó tụng mấy tiếng thì được, có người thì con cháu nó ngồi nó bò, nó lết, nó bực mình, nó đau chân, nó bực mình. Người đời ta đâu có biết ngồi mà tréo chân như kiểu ông Phật, mấy Phật tử của Bắc Tông mình đâu. Còn ngồi mà quỳ hai đầu gối thì nó đau,
mà tréo chân thì nó tréo không được, vân vân. Cho nên các vị biết rằng các vị không thấy cái hậu quả để cho người ta phiền muộn, mà các vị chỉ làm theo cái kiểu các vị, mê tín của các vị, làm cho người ta sợ cái đạo Phật. Nên tôi nói các vị biết rằng là thật sự là nó đau xót, nhiều khi đau xót. Mà nói ra thì nó gì giống như khác người, ta tưởng đâu mình nói gì mình bôi bác đạo Phật. Đám nào mà có tiền của hen, trời ơi, tụng dài lắm. Đám nào nghèo hèn thì nó khinh khê như vậy, thì còn gì cái tâm hồn Bồ Tát, tâm hồn của cái chất đệ tử Phật. Cho nên tôi nói các vị rằng khi còn cái tấm thân mạnh khỏe đây nè, khi mà còn cái tấm thân mạnh khỏe đó là một điều kiện tốt để chúng ta nương nhờ chúng ta tu. Khi còn cái trí chúng ta còn nhớ được là điều kiện tốt. Chúng ta nhớ được vài lời kinh của Phật là điều kiện để chúng ta tu. Khi chúng ta còn thở bằng chính lỗ mũi của mình, chưa thở bằng oxy, đó là chúng ta còn điều kiện tốt. Khi chúng ta còn nói năng được, còn ăn được bằng cái miệng lưỡi này là điều kiện tốt. Đừng chờ giờ tới cái giờ mà đút ống vô lỗ mũi để thở, đút ống vô miệng để ăn, đút ống vô cái lọ xếp phép cái bụng để tiêu tiền tiểu tiện. Chờ giờ đó mà rước cái đám thầy chùa, như rước cái ban hộ niệm mê tín dị đoan lại mà nó ó ré đó, mới gọi là nó đẩy hồn về cực lạc. Đó là cực đoan, đó là cặn bã của xã hội, đó là băng hoại của nền đạo đức. Hay lắm các vị, học Đại Thừa Phật giáo rồi đốn giáo, làm cho bọn thiên ma nhíu nháo, nó quán hồn, nó cao bay xa chạy. Kinh có nói rằng nương từ lực của Phật là gì? Người khai đường mở lối rất ư là cực khổ. Cái người mà mở ra cái con đường ban đầu, mở ra con đường thênh thang, như chính Đức Phật Thích Ca là người có lịch sử, các vị cũng biết là từ hàng xa kiếp tu Bồ Tát hạnh và thành tựu mở đường giác ngộ mênh mông để cho vạn loại hữu tình. Vậy mà chúng ta không chịu đi. Quý vị biết rằng từ khi Thế Tôn sơ phát tâm nơi địa ngục A Tỳ cho đến thành ngôi chánh giác, tại sao ta không lờ để ý cái lời của Thế Tôn đã từng nói, nếu như lấy một cây kim mà găm bất cứ nơi nào trên cái hành tinh quả địa cầu này, đều có thịt xương của ta hành Bồ Tát Đạo bỏ lại nơi hành tinh này. Lời của Thế Tôn nói rõ ràng, lấy cây kim mà găm xuống cái mặt đất này, cái quả địa cầu này, găm bất cứ nơi nào, đều có xương thịt của ta đã từng trải qua hằng hà sa kiếp thành Bồ Tát Đạo mà bỏ lại xương thịt này. Thực tế người khai đường mới cực, người xây dựng mới khó. Còn chúng ta nương theo cái con đường có sẵn, nương theo tuệ giác của Phật rất là dễ đi. Những lời Phật nói hơn 2.500 năm trước còn in dấu vào những trang kinh, và chúng ta đừng nghĩ rằng những trang kinh đó chỉ là lý luận để đọc tụng ai a, để van xin cầu khẩn. Điều thông điệp của Phật lưu lại những trang kinh là soi sáng thực tập, loại bỏ được phiền não khổ đau ngay nơi cuộc đời này mà để có an lạc giải thoát. Trang kinh của Phật là vậy, lời kinh của Phật là vậy. Phải loại bỏ những phiền não khổ đau, phải có an lạc giải thoát ngay nơi cõi đời thực tại của chúng ta đây. Trên bước đường tu, chúng ta phải phát tâm hy sinh, gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát có hai loại Bồ Tát, nghịch hạnh Bồ Tát và thuận hạnh Bồ Tát. Quý vị cứ nghĩ rằng Bồ Tát là ở đâu, trên trời, trên mây, trên xa, trên trăng, trên gió gì nhảy xuống, hay hoặc dưới đất trồi lên, không có đâu. Tôi nhớ lại cái chuyện tôi kể cho Bồ Tát các chị nghe, từ lớn tới nhỏ, có thể làm Bồ Tát được. Có một đứa bé, nó đi học, ngày hôm đó nó học về trễ. Mẹ nó mới nói rằng tại sao bữa nay con về trễ vậy? Mẹ nó mới quở rầy. Nó dạ thưa mẹ,
Hôm nay con về trễ là vì con có một đứa bạn của con nó bị một đoạn đường nó bị bể cái lốp xe, bể cái vỏ xe. Con phải ở lại với bạn con. Mẹ nói nó bể vỏ xe chứ mày bể hay sao? Mà mày có biết sửa xe đâu, mày ở lại với nó làm cái gì? Nó dạ thưa mẹ. Trong lúc đó bạn con nó sợ sệt, nó lo sợ, nó nhờ kêu người nhà tới để điều điều hành điều động cái chiếc xe đó để cho nó đi về, thì nó một mình nó lo sợ lắm thưa mẹ. Có con ở nó an vui, dầu nó không cố ý muốn con ở lại với nó, nhưng mà con thấy rằng đứa bạn con nó rất cô đơn. Trong lúc nó cô đơn đó cho nên con nghĩ rằng con ở lại với nó để cho nó có một cái hết cái sự lo sợ, bớt đi cái sự lo sợ, nó có người bạn để nó quên đi cái nỗi lo sợ. Thưa mẹ, con xin lỗi mẹ. Thì tôi thưa các vị, ngay từ đứa bé như vậy, nó còn tuổi nhỏ như vậy mà nó đã biết như vậy, có nghĩa là Bồ Tát nó đã len lỏi trong tâm của nó rồi. Đó là nói về đứa trẻ. Bây giờ nói thêm một cái chuyện để cho các vị xả stress, nói về người lớn. Có một bà chị bạn, hôm đó bà ta mới vào trong bệnh viện để thăm một người bạn bị bệnh thập tử nhất sinh. Trước khi vào bệnh viện thăm, bà mới nghĩ rằng hồi xưa chị bạn của mình thích ăn cái đầu cá kho tiêu. Bà ta lúc nào cũng ăn đầu cá, thích ăn đầu cá. Nên bà bạn này mới đi ra chợ mua mấy cái đầu cá về kho và xách vào bệnh viện để thăm người bạn. Nói hôm nay tôi vào thăm chị đây, tôi xách cho chị một tô đầu cá kho. Tôi kho rất ngon đó chị. Tôi biết cái món này là chị thích ăn mà, từ xưa tới nay chị thích ăn đầu cá. Tôi kho thật ngon, mùi vị thật thơm nồng, bởi vì tôi biết chị thích ăn đầu cá. Thế thì cái người người bệnh đó mới nói rằng hôm nay có thể chị thăm tôi lần này là lần cuối đó thưa chị. Cho nên tôi muốn nói lên sự thật cho chị biết rằng 60 năm qua chị biết rằng tôi thích ăn đầu cá. Thưa với chị, sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi muốn dành cái thân cá, cái thịt cá cho chồng, cho con, cho mẹ chồng tôi, cho mẹ cha mẹ tôi. Trên một cái bàn ăn tôi phải gắp cái đầu cá và tôi nói tôi chỉ thích ăn đầu cá, đó là tôi có ý dành tất cả những phần ngon cho gia đình mình đó thưa chị. Chứ chị nghĩ thử coi, cái đầu cá nó xương không có gì ngon thưa chị. Đầu cá xương không có gì ngon thưa chị. Mà 60 năm qua tôi phải đành chịu đựng, tôi nói như vậy để cho chồng, cho con, cho người thân, cho gia đình, cho cha mẹ tôi nhường phần đồng cái thịt ngon đó. Hôm nay tôi nghĩ rằng chị thăm tôi lần cuối, gặp tôi lần này chắc là lần cuối, cho nên tôi phải nói thật cho chị biết. Như vậy đó là Bồ Tát. Từ cuộc đời này những vị mà dám hy hiến, dám hy sinh cái phần thiệt thòi của mình cho người thân, đó là Bồ Tát. Cho nên sự tu hành nó không có gì là khó, làm Bồ Tát không có gì là khó. Nhưng mà tại vì mình không hiểu Bồ Tát là gì, mình không hiểu sự tu là gì, cho nên mình mới trở thành mê tín, trở thành hoang đường, huyễn hoặc. Mình cứ nghĩ rằng mình là thế này thế kia và người người Bồ Tát có nghĩa là phải là khác thường mình, không có. Thật sự là cái chất Bồ Tát nó nằm luôn hiện hữu sẵn trong cái thân ngũ uẩn này của chúng ta. Nếu chúng ta biết hy sinh, chúng ta biết vì người. Cho nên có những vị chịu thương, chịu khó với cuộc sống, hay hy sinh cái sự an lạc cho người, đó là trái tim Bồ Tát. Ta hãy nhìn tốt đẹp nhất của mình, thấy người đau khổ ta khởi tình thương,
giúp một chén gạo, nói lời chia sẻ. Chúng ta hãy đứng vững để cho người đau khổ tựa vào bờ vai khóc một trận. Đó là tình thương, đó là hạnh của Bồ Tát. Chúng ta thừa khả năng làm việc đó mà. Đâu cần làm những việc kinh thiên động địa. Đâu cần đằng dân mãi võ. Chúng ta biết đứng lại cho người đau khổ, mượn cái bờ vai để người ta nức nở nghẹn ngào, cho người ta nhẹ nhàng, người ta khóc trên bờ vai của mình. Đó là cũng là cái hạnh của Bồ Tát. Một em bé thấy đứa bạn bị hư cái bánh xe, chờ người nhà đã đón, trong lúc nó sợ hãi, em bé khác đứng lại an ủi vỗ về bạn mình, đó là Bồ Tát. Một người mẹ hy sinh mấy chục năm trời để ăn cái đầu cá, để nhường cái phần thịt lại cho người thân mà không hề tỏ vẻ, mà còn nói rằng tôi thích ăn đầu cá, đó là Bồ Tát. Cho nên có những vị Bồ Tát ra đời, người ta âm thầm, ta lặng lẽ, người ta không có xưng mình là Bồ Tát. Ngược lại, có những cái loại nó làm không bao nhiêu, nó lừa cân đo, cân đông đo thiếu, rồi đi bố thí, rồi đi từ thiện, nó nghĩ đó là Bồ Tát. Sai lầm. Bồ Tát thì phải xuất phát từ cái tâm của Như Lai, từ cái tâm trong sáng thanh tịnh, chứ không phải Bồ Tát trụ trên hình tướng. Thấy có mấy cái người nó cũng Việt Kiều, và cả kể cả có trọc đầu nước này nước kia nước nọ, nó đi vận động, nó đi quyên góp, nó đi lừa bịp đem về Việt Nam nó nổ. Trời Phật ơi, cứ nghĩ của mình không à. Tôi thấy con thầy chùa hiện giờ bên Thụy Điển gom của bá tánh điệp đủ thứ hết giờ Việt Nam, giống như để tỏ vẻ mua danh bán vọng, coi như là đi đâu cũng là hô hào ôm money bác mới hồng. Money là tiền, ôm tiền bạc money để mà hưởng cái hồng ân hồng phúc, hưởng những cái dục lạc, tạo dựng cho mình cái cuộc sống danh vọng Bồ Tát ư? Tôi không. Bồ Tát phải xuất phát từ tâm Như Lai, Bồ Tát phải xuất phát từ hạnh của Như Lai, không có trụ trên cái hình tướng bố thí. Cho nên có những cái tôi nói nó khó nghe thiệt, tôi biết là khó nghe, tôi nghe lại mà tôi còn bực mình tôi mà huống gì cắt gì. Khó nghe, nhưng nghe đi, nghe để rồi thấm. Thuốc đắng nó giả tật sự thật thì hiển nhiên nó phải mất lòng, nhưng mà đó là nó phải như vậy thôi. Cho nên thưa với các vị, nếu là cái chất Bồ Tát, cái tâm hồn là Bồ Tát mà nó đồng thời trỗi dậy rồi thì người đó phải hy hiến, người đó phải âm thầm, người đó phải coi như là hy sinh cho người thân. Nó gần là cho người thân, nói xa là cho vạn loại chúng sanh, mà không hề tỏ vẻ ta đây là Bồ Tát. Làm tất cả mà không làm gì hết, giúp đỡ cho mọi người bằng cái khả năng tự lực của chính mình. Cho nên Bồ Tát thuận hạnh là những người biết trân quý mình, kéo mình vượt qua sự khổ đau phiền muộn, người dám chấp nhận mình và cùng mình vượt nỗi đắng cay nên trần thế. Người dám chấp nhận mình. Có những Bồ Tát thuận hạnh, họ biết mình có điểm tốt, tuy nhiên cũng có điểm xấu, nhưng mà họ không vì điểm xấu của mình mà họ khinh khi, họ chà đạp. Họ vẫn hết lòng ủng hộ để cho mình được tăng trưởng cái điều tốt, thì đó là một Bồ Tát âm thầm. Có những loại cũng là Bồ Tát mà Bồ Tát nghịch hạnh,
nó luôn phơi bày, nó luôn chỉ trích, nó luôn dịch lá tìm sâu, nó luôn làm những điều để cho người người khác khinh khi người nọ, thì cũng là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Tát nhất hạnh. Nhưng mà thật chất ra thì hiểu lại thì điều được kính quý hết. Khi mình tâm mình giận lên thì mình nói như vậy, nhưng mà nghĩ lại điều kính quý hết. Sở dĩ nó hy sinh nghịch hạnh như vậy, nó chiêu cảm quả báo đâu phải vừa đó, nhưng mà nó người ta gọi là hy sinh đó. Nhưng mà nói như vậy, thật ra nói vậy thôi để an ủi, để cho con người mình nó có cái trái tim gọi là khoan dung, để có sức từ nhẫn lực, để cho con người mình tập có sự tri ân, dầu thuận hạnh hay nghịch hạnh. Đó là nói về cái điểm cao của cái đạo lý. Vậy cái điều mà tôi muốn nhắc nhở các vị từ hồi nãy giờ đang đi nghe cái đoạn mà 3-4 kỳ nay mình chưa qua khỏi đó, là muốn nói cái gì? Là nói trái tim của Bồ Tát có mặt khắp nhân gian. Ta nhận ra điều này thì ta luôn có những cái phúc lạc. Một khi ta cởi mở được tất lòng, nhìn ai cũng thấy xấu xa, chán ghét, là chính lúc đó đời sống của mình bị tàn phá, trái tim của mình bị bóp lại. Người nào có lòng thanh thản tràn đầy yêu thương là người đó có hạnh phúc. Cho nên phẩm chất tốt lành từ cái trái tim độ lượng và thương yêu. Cho nên chúng ta phải ráng cố gắng. Sở dĩ cái phẩm tựa của Kinh Yamaka nói rất nhiều về cái công hạnh của Bồ Tát là vậy. Mọi thứ, tất cả đều đi qua, nhưng phẩm hạnh luôn ở lại trong cuộc đời. Mà Đức Phật đã nói là không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới tỏ khắp muôn phương. Mọi thứ, tất cả đều đi qua. Từ nhà cửa, từ đền đài, từ thành lũy, tất cả đều phải xói mòn theo thời gian năm tháng. Duy chỉ có phẩm hạnh mới ở lại trong cuộc đời này. Đó là điều tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng. Cho nên nhìn cái tâm hồn Bồ Tát không phải nhìn hình tướng, không phải nhìn trên trụ tướng, thấy cái người đó nó đi bố thí quá trời, nó kéo hết đàn này cánh nọ phe kia, nó vận động hết cái tổ chức này tới tổ chức kia, nó đi làm từ thiện bố thí để nó nhận quân chương, quy chương, dữ dằn hết phường tới quận, hết quận tới xã, tới tỉnh, hết tỉnh tới trung ương. Nó treo cái bằng ở trong nhà đầy hết trơn, tưởng đâu nó là Bồ Tát ư? Bồ Tát người ta âm thầm, ta không có cần mấy thứ đó. Bồ Tát ta không có trụ tượng. Bồ Tát ta giúp người không có bằng sự hô hào. Bồ Tát hy sinh cho mọi người không phải bằng cái sự khen tặng, mà Bồ Tát làm tất cả từ việc lớn cho tới việc nhỏ bằng cái phẩm hạnh để lại cho cuộc đời. Tất cả công trình đồ sộ đều tan vỡ. Con người có sắc đẹp trẻ trung rồi cũng phải già. Không có quyển sách nào được yêu chuộng mãi. Duy chỉ có đức hạnh mới còn ở lại. Đó là tình nghĩa, đó là tình thương với cuộc đời, với con người. Hãy mời Bồ Tát trong trái tim mình luôn có mặt. Xưa nay mình sống theo cái kiểu phàm tục, bây giờ mình hiểu ra và mình hứa với lòng, từ bây giờ mình hành xử bằng trái tim của Bồ Tát. Tự chúng ta hãy đánh thức Bồ Tát tâm, hãy mở màn che cho Bồ Tát bừng dậy. Chúng ta hãy đánh thức Bồ Tát tâm chúng ta cho nó trỗi dậy, cho nó thức dậy. Bởi vì trong trái tim, trong khối óc của ta, ai cũng có Bồ Tát. Bồ Tát thành tựu công đức lành để phục vụ chúng sanh. Bây giờ chúng ta học tiếp một đoạn nữa đây. Đó, từ hôm trước nay 3-4 kỳ mà mới được có một đoạn à. Danh hiệu của các ngài là Đẳng Giác Bồ Tát, Bất Đẳng Quán, ở Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát,
Biện Tích Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, vân vân. Lại có Phạm Thiên Vương Đế Thích Thiên Long Bát Bộ. Nghe đã chưa? Nghe mà tới mức độ mà đoạn đầu kinh nói rằng coi như là có sáu bao nhiêu ngàn Bồ Tát. Chỗ đâu ngồi? Chỗ đâu mà ngồi dữ vậy? Chỗ đâu mà ngồi tới ngàn. Thậm chí có kinh nói là 20.000, thậm kinh có kinh nói 12.000, có kinh nói 6.000, có kinh nói 8.000. Mà nói mà Bồ Tát ngồi ở đâu? Thật chưa là kể cả đấy, mấy thiên, mấy vạn Thiên Long Bát Bộ này kia nữa. Đọc vậy nghe hết hồn. Mình tưởng tượng lúc đó nội mà mình một cái hội trường nào đó 7-8.000 người là chen chúc nhau rần rộ rồi, mà bây giờ giờ vậy thì các vị thử suy nghĩ coi như thế nào. Thì tôi xin nhắc trở lại rằng tất cả đó là danh hiệu tiêu biểu cho đức độ và hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, mà các vị Bồ Tát đó là chúng ta. Tôi nhắc trở lại rằng không có cái Bồ Tát nào bên ngoài ta cả. Mỗi người có một công hạnh, mỗi người có sức thương yêu, mỗi người có sức khoan dung độ lượng, mỗi người có khả năng tha thứ, mỗi người có khả năng giúp đỡ cho người, thì mỗi người có một cái hạnh gọi là Bồ Tát hạnh. Mỗi người đều có cái tâm gọi là Bồ Tát tâm. Như vậy đẳng quán Bồ Tát là Bồ Tát thường sử dụng cái quán trí nhận thức bên mặt bình đẳng trên phương diện bản thể. Đẳng quán Bồ Tát là cái người này sử dụng cái quán trí nhận thức về mặt bản thể. Có nghĩa là người đó luôn quán chiếu về cái Như Lai Tạng, trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là Như Lai Tạng bản thể. Nhìn tất cả núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây, thượng cầm, hạ thú, vân vân, đều không ngoài tứ đại, hay nói rộng hơn là thất đại. Và những thứ mà chia chẻ gọi là thượng cầm, hạ thú, trời trăng mây nước, có cỏ cây qua lá kia, đều là xuất phát không ngoài bản thể. Cho nên Bồ Tát này gọi là đẳng quán Bồ Tát. Quán các pháp nó vốn bình đẳng, không có sai biệt. Rồi cũng có vị Bồ Tát tên là bất đẳng quán Bồ Tát, là Bồ Tát này sử dụng cái quán trí nhận thức vạn pháp bên mặt sai biệt trên phương diện hiện tượng tùy duyên. Đây là Bồ Tát quán về sai biệt. Hiện tượng vạn pháp là do nhân duyên biến hiện, sự vật do duyên khởi hình thành. Tuy nhiên đã gọi là Bồ Tát thì không còn thủ chấp, không còn cái này của ta, cái kia của ngươi, mà Bồ Tát nhìn bằng cái cặp mắt thập như thị. Tướng nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, vân vân, bổn mạc cố cái nó như vậy, là nó như vậy. Dầu rằng Bồ Tát này còn nhận thức trên cái phương diện sai biệt, nhưng mà sai biệt đây không phải là chấp thủ. Biết nó như vậy là nó như vậy. Rồi cái loại bồ hạng Bồ Tát thứ ba gọi là đẳng bất đẳng quán Bồ Tát, là Bồ Tát vận dụng cái quán trí nhận thức vạn pháp, cả hai mặt bản thể và hiện tượng, bình đẳng lẫn sai biệt. Bồ Tát này vừa thấy rõ bản thể và đồng thời nhận rõ về mặt hiện tượng của vạn pháp. Thấy rõ bản thể là chung cùng, nhận thức hiện tượng vạn pháp là duyên sanh như quyển. Vậy hiện tượng sai biệt không rời bản thể chung cùng. Bản thể chung cùng duyên sanh ra hiện tượng sai biệt. Bản thể và hiện tượng không rời nhau, còn gọi là tùy duyên bất biến. Bất biến mà tùy duyên vậy. Vậy quan trọng ý đó, ba vị Bồ Tát này là nhắc người tu hành phải nhận thức như thế để phát sanh trí tuệ, không phải do lại lục văn sinh cực khổ mà có trí tuệ mới có là Bồ Tát. Tuyệt vời không? Các vị thấy học kinh Tạng Đại Thừa tuyệt vời chỗ đó.
mà Bồ đã gọi là đã theo cái hạnh Bồ Tát thì phải phải tập, phải học, phải thâm nhập chân lý, phải thấy rõ vạn pháp là duyên sanh, dứt hết tà kiến. Tà kiến là không còn còn rơi vào con đường cong quẹo, rơi vào con đường tưởng tượng nữa. Tà kiến nó lại là một trong cái kiến hoặc, cái hoặc là sai lầm, một trong những cái sai lầm gồm có thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Tà kiến là người tin tưởng những cái điều mà ngoài cái lý nhân quả, tin tưởng rằng lại ông Phật nào đó, cúng ông Phật nào đó, hối lộ ông Phật nào đó để ông Phật đó gia hộ cho ta, đó là tà kiến. Những người không tin, những người không lại, những người không cúng là cái người ta không gia hộ hay sao, không được sự gia hộ hay sao? Cho nên có nhiều khi người ta nói Nam Mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người, vậy thì như vậy thì niệm Nam Mô để làm cái gì? Chuỗi thì lần mò, điếm đeo, coi như là như thể cây sơn, thầy chùa như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn, nực cười cho lũ ác tăng, bài điều dối thế làm hư đạo màu. Hồi xưa tôi nghe mấy câu này của Đạo Hòa Hảo nó tôi sốc lắm, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là cũng hay, mình nghĩ là cũng gì phải giận người ta, không gì phải sốc hết. Ta nói đó là ta muốn răng răng chừa, khuyên nhủ, nhưng mà chẳng qua trong cái khi mà ông Huỳnh Phú Sổ ông bất bình bất mãn gì ông nói câu đó thì mình cũng cảm thông, nghĩ là cuộc đời nó cũng có chứ không phải không có, nhưng mà dĩ nhiên không thể quơ đũa cả nắm được. Tôi nói đi thì cũng nói lại, vì cái cõi này là phàm thánh đồng cư độ. Cho nên tôi trở lại, đã muốn gọi là Bồ Tát thì phải phải dứt hết tà kiến, không kẹt hai bên. Kẹt hai bên là gì? Bị trong cái dòng đối đãi chấp thường, chấp đoạn, chấp có, chấp không, chấp nhân, chấp ngã, đó là hai bên. Hoặc lậu tam giới không còn thiết pháp như sư tử hống, nói pháp như rống rền, như cái tiếng sư tử, không phải là nói la như tôi mới gọi sư tử hống, mà nói là cái tiếng nói chân thật, nói là cái chánh pháp. Sư tử đâu phải mỗi lần sư tử rống là sư tử nhào tới dồ chúng sanh, dồ dồ muôn thú khác đâu. Sư tử mỗi lần dung giai là tại vì sư tử ngủ dậy đó chứ, ngủ dậy dung giai phải rống giống như ngáp vậy, nhưng mà cái ngáp đó mà làm cho bách thú nghe như vỡ óc xé tim gan. Cho cái tiếng chánh pháp nó cũng ví như tiếng sư tử rống. Trí tuệ biện tài từng đóng bít các cửa ác thú. Ác thú là cái cõi ác, không phải ác thú là cái con vật đâu. Chữ thú là cõi, đóng bít là những cái tư tưởng ác, những cái hành động ác, những cái nói năng ác, đóng cửa đó lại không cho nó tuôn ra nữa. Mà hiện thân trong ngũ đạo làm vị đại y phương, ngũ đạo là năm đường. Thay vì nó lục đạo mà tại sao đây nó ngũ đạo, tôi thường nhắc. Sở dĩ người trời địa ngục là quỷ súc sanh đủ rồi, còn nói Atula, nói thêm thôi, chứ Atula là năm cõi kia đều có. Cho nên Bồ Tát là phải hiện thân trong trong con ngũ đạo làm vị thầy thuốc đại tài, chứ không phải phát tâm Bồ Tát là cầu nguyện một hậu Đắc Di Đà Thọ Ký để cầu nguyện nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Trời. Tôi đọc mấy cái đó tôi mắc cỡ muốn chết, mà hết thế hệ này tới thế hệ khác đọc mình sửa không được, sửa không được rồi nghe. Bây giờ sửa cái nó la làng à, cái đám mà mê tín, đám mà cuồng tín, đám mà quyến hoặc nó la làng, nói mình là cái gì mà sửa kinh. Cái bài mà Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hạnh Vô Biên Thắng Phước Giai Hồi Hướng á, nó được có bốn câu giữa à,
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Nó tạm được thôi, chứ còn nguyện cũng chưa hẳn là được. Còn cái phúng kinh công đức thù thắng hạnh, cái nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung là láo khoe, là bíp bộm. Vậy mà sửa không được à? Sửa rồi nó la làng à? Nói mình là cái gì mà sửa kinh à? Tụng kinh có thời mà công đức cái gì? Công đức đâu phải ở chỗ mà tụng kinh. Công đức là cái công năng tu tập. Nó là bằng cái nội tâm. Cho nên nếu mà đã tụng kinh phước đức thù thắng hạnh thì còn tạm nghe được, tạm dùng được. Nhưng mà đời xưa bài nay làm chúng sanh nó thích vậy mà làm khác hơn nó đâu có chịu. Mà nó khổ vậy đó. Để có những cái nói ra thì nó giống như đi ngược, ngược với người ta. Và các vị cũng cảm thông, các vị mà chấp nhận nghe tôi mấy mấy năm nay là coi như là các vị là cái người mà gồng mình lắm rồi đó. Tôi cũng không giấu các vị là tối hôm qua là tôi đề rít, là tôi lội ra là 40 mấy người kết bạn với tôi. Tại vì bây giờ có những người người ta mới, người ta có tâm, người ta muốn vô nghe mà tôi đủ 5.000 người rồi kết bạn nữa không được. Tôi phải coi tôi lội ra. Bây giờ tôi cũng xin các vị là nếu các vị nào mà không có vào nghe pháp được, mà lỡ mà lâu lâu mà bắt lên mà thấy tôi livestream mà không thích á, xin các vị cũng làm ơn unfan, tách thuyền giùm tôi, đặng cho những người ta thích nghe, người ta có cái điều kiện người ta vào người ta nghe. Còn cái trang cái diễn đàn của tôi giảng đây không phải là chỗ để quảng cáo, không phải cái chỗ để mà tìm bạn bốn phương, cũng không phải là cái chỗ để mà đi kêu gọi từ thiện gì hết đó. Cho nên xin mà các vị mà có cái nhu cầu thiết yếu đó thì không phải chỗ diễn đàn của Hiển Dương Chân Lý này, xin các vị nên tách thuyền sang bến khác, để cho những người ta muốn học đạo chánh tông, chánh thống, chánh tông, người ta được vào kết bạn để người ta nghe. Cho nên là tôi khi nó cũng kẹt, khi mà tôi lội ra tôi biết tôi lội ai. Bởi vì mình lội mà rủi cái người mà ta hàng ngày người ta vào ta nghe pháp, mà tội nghiệp mình lội người ta cũng tội cho người ta. Cho nên mong rằng không phải tôi cần cái bấm like nhiều, nhưng mà các vị nào mà nghe mà thích đó thì bấm like giùm cái là tôi biết cái người đó có thường xuyên theo dõi, tôi không lội ra. Chứ tôi cũng nói thiệt là tôi lội à. Bây giờ cái trang tôi nó quá đầy. Ngày hôm qua là tôi có những người vô kết bạn tôi hết được à. Buộc lòng người ta báo tôi thì tôi phải lội ra mấy chục người, để cho có những người ta muốn vào học đạo, mà học đạo thiệt, mà chấp nhận cái cùng cái gọi là cùng cái tư tưởng, cái mục đích đi, cùng đi, cùng dìu đỡ nhau đi. Dĩ nhiên tôi cũng nói thật là tôi xấu xí, tôi là phàm phu, phàm tăng, cái tôi không phải là thánh vị. Nhưng mà trong cái tư tưởng của tôi, nếu cái gì hay tôi chia sẻ các vị, nhờ cái sự học tập, nhờ sự nghiên cứu tôi đưa ra mà thấy đúng cái chân lý, các vị nên tiếp thu. Mình học cái gì mà đừng có nhìn cái hình tướng xấu xí của tôi, tội nghiệp cho tôi thì nghiệp nặng lắm. Nghiệp nặng cho nên ở Mỹ mà vẫn đen đúa là biết là nghiệp nặng cỡ nào rồi đó. Cho nên là mong quý vị là coi như là quan hỷ cho tôi. Ai không cùng chí hướng, cùng lý tưởng thì nên tách thuyền giùm tôi, để cho cái diễn đàn của tôi nó có thêm những người ta muốn vào học. Thì tôi nhắc nhở các vị, bây giờ bữa nay là nói rõ để kết thúc, đóng lại cái đoạn mà tựa kinh, coi như đoạn giới thiệu hôm nay. Tôi nhắc trở lại là cái phẩm chương thứ nhất của kinh Di Ma Cật này, nó gần như là tóm thâu muốn hết toàn bộ ý kinh. Nếu mà giảng từng chữ như thế này mà giảng hết cái phẩm tựa này là coi như cũng rồi, gần như hết kinh. Bởi vì nó là hàm chứa cái nội dung sâu sắc. Thì tôi nhắc trở lại, các vị ở ngoài đời thừa khả năng, cũng như các vị tu sĩ thừa khả năng cho trỗi dậy cái chất Bồ Tát. Mà bữa nay tôi kể hai câu chuyện đó, là câu chuyện của em bé. Nó thấy bạn nó cô đơn trong lúc bể bánh xe, nó dừng lại, nó an ủi bạn nó. Đó là nó là có chất của Bồ Tát ngay từ thở bé thơ. Cho tới một cái bà già nằm trong bệnh viện chờ giờ chết,
người bạn đem cái tô cá kho vô để mà nói rằng tôi biết chị từ mấy chục năm nay thích ăn đầu cá. Thì người bạn nó nói rằng thưa chị, đầu cá có gì ngon mà ăn, xương không có gì ngon mà ăn, mà tại vì lý do rằng tôi thương chồng tôi thương con tôi thương cha mẹ tôi phải nói như vậy để tôi dành cái phần ngon cho chồng cho con cho cha mẹ tôi hy hiến 60 năm qua. Tôi cứ lúc nào tôi cũng nói mình thích ăn đầu cá, chứ chị nghĩ đầu cá có gì ngon mà ăn thưa chị. Coi như cái lần này có thể chị thăm tôi là lần cuối, cho nên tôi nói thật cho chị biết như vậy. Thì đó là Bồ Tát đấy, chứ không phải chạy vô chùa cạo đầu mặc áo. Không phải Bồ Tát là đi vận động từ thiện rồi đi lãnh lãnh cái cấp bằng, lãnh cái huân chương, lãnh cái lời khen đâu. Bồ Tát là biết hy sinh, hy hiến cho người thân, cho chúng sanh. Đó là Bồ Tát. Thôi, học vậy à. Học ít vậy mà sâu sắc phải không? Học nhiều quên. Thôi, chúc lành đó các vị. Hồi tôi đăng bài trên màn hình, chịu khó đọc, nghe, rồi đọc. Đọc và tư duy. Tư duy là áp dụng trong cuộc đời thực tại này. Đó là Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.